Dạ vâng, hello, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã qua lại kênh bán MacBook, iPad và iPhone của em hôm nay nhé. Thì hôm nay em tiếp tục về mấy cây MacBook giá rẻ. Mấy cái này toàn 4-5 triệu thôi. Đấy, máy thì chất lượng các kiểu thì vẫn ok. Mọi người dùng các tác vụ cơ bản ngon lành, mượt mà cho em nhé. Đấy, thì em sẽ lên video từng cây một. Toàn MacBook Pro và MacBook Air 2015, 2016 và 2017. À không, có 2017. À đúng, có cả 2017, 15, 16, 17 mọi người nhé. Đấy, ba cây giá thì 4 5 triệu. À, con đầu tiên này là một con MacBook Air mọi người nhé. MacBook Air đời năm 2017 nhá. Đấy, cái MacBook Air này thì nó chỉ có một màu này thôi nhá, nó không có nhiều màu đâu nhá. Thì có một màu duy nhất thôi. Con này thì em sẽ bán cho mọi người với cái giá là 4,6 triệu nhá. Máy cộng sạc mọi người nhé, máy cộng sạc MacBook Pro đời 20 à, MacBook Air 2017 cấu hình cơ bản i5 RAM 8 ổ SSD là 128 GB. Đấy, máy thì cũng còn chuẩn thôi, máy chuẩn chuẩn cũng chuẩn đẹp, cũng chả có vấn đề gì cả. À, cái đời 2017 này nó cũng không cũ mà cũng chả mới, nói chung là mình dùng bình thường thì lấy dòng này nhẹ nhàng, học tập nét web xem phim thì cũng ok nhá. Đấy, màn biết các kiểu thì đẹp, không ám không ố gì cả. Phím này, phím cắt kéo mọi người nhá, phím cắt kéo rất là bền lành luôn. Đấy, cái màn của con này thì là 13,3 inch nhá. Đấy, màn MacBook Air 17 này là 13,3 inch, chạy chip Intel nhá. Đây, zoom lên một chút này. Đấy, MacBook Air 13 inch đời 2017, chạy chip Intel 1.1 GHz i5 loại kép nhé. Bộ nhớ RAM là 8 GB này. Đấy, bộ nhớ RAM 8 GB. Series của máy đấy, series trùng vỏ giúp em nhé, máy chuẩn cho mọi người nên là mua ta sử dụng thì cũng ngon nhé. Đây, sạc ổ cứng, ổ lưu trữ của nó là 121 lần nhé. MacBook Air 2017 i5 RAM 8 ổ SSD là 128 GB. Nguồn điện của máy đây. Đây nhá, con này sạc 332 lần pin còn 6,8 kAh cơ mọi người nhá. Cái dòng này thì mọi người dùng pin của nó phải được tầm tối độ 6 tiếng, có thể đến 7 tiếng mọi người nhá. Nghe nhạc, lướt web, xem phim thì cũng ok. Rất là lâu nhá. Cái dòng MacBook Air 2017 này pin nó cũng tốt, nó tốt hơn cả Pro rồi là các máy đời 2018 và 2019 cũng không thể tốt bằng pin bằng lâu bằng con này đâu. Cái này tuy là hình thức của nó thì không không được đẹp bằng đâu, nhưng mà pin của nó thì lại rất là tốt nhá. Đấy, màn zin đẹp, không màn zin đẹp không ám chẳng ố mọi người nhá, không lưu ảnh không lưu màu cũng không chết điểm luôn. Cái đời này thì màn nó bền lắm, nó không không hỏng màu đâu, không hỏng màn đâu. Đấy, cái đời 2017 này màn nó bền màu, màn đẹp lắm nhá. Tuy là chất lượng hiển thị của nó thì không thể bằng bằng được cái màn Retina được. Đây là sự thật, cái màn Retina đời sau nó sẽ đẹp hơn cái màn LCD này. Còn máy thì nó không lỗi chức năng gì cả, kể cả camera về cho mọi người sử dụng, mọi người làm học zoom hoặc là nói chung là mọi người làm cái gì đấy. Đấy, camera của nó cũng rất là ok luôn nhá. Thoải mái, máy thì không lỗi chức năng đâu, mua về sử dụng ngon lành cho em nhé. Âm thanh rồi là nét web các kiểu thì mượt mà không vấn đề đâu. Đây mọi người nghe thử âm thanh nhé. Mọi người nghe thử âm thanh nó hay. Nói chung là âm thanh rất là hay nhé, không không vấn đề gì đâu nhé. Đó, cho mọi người nghe thử. Nói chung là nó có nhiều bài.
Xem cho mọi người nghe thử một số bài ạ. GFK.vn, mua gì cũng rẻ, giá rẻ như cho, giảm tới 50% sản phẩm chính hãng. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Đấy, mọi người thấy không, hiển thị và sử dụng thì cũng rất là ngon và mượt mọi người nhé. Cái dòng MacBook thì nó cũng không khác gì với iPhone cả, nên là kể cả máy cũ của Mac thì nó dùng nó cũng rất là mượt, nó khác hoàn toàn với máy Win mọi người nhé. Đấy, tại vì thật ra là Mac thì cái chất lượng của chip rồi là của linh kiện thì nó tốt, nên là để đến lúc mà cũ thì dùng nó vẫn ngon, nó vẫn mượt mà, thực hiện được đủ các tác vụ ngon lành mượt mà cho mình. Đấy, con đấy thì là giá 4 triệu 6 mọi người nhé, MacBook Air 2017 i5 RAM 8 ổ SSD là 128 GB, là giá là 4 triệu 6. Tiếp theo lên đây mọi người, một con MacBook Pro đời 2015 mọi người nhé. Con MacBook Pro thì nó là màn Retina, thì mà nó sẽ đẹp hơn là MacBook Air 2015, và đó là MacBook Pro thì âm thanh của nó cũng sẽ hay hơn nhé, hay hơn MacBook Air đấy. Đấy, mà hay hơn MacBook Air đời 2015, 16, 17, nhưng mà nó sẽ không thể hay hơn được E2018 đổ lên nhé. Đấy, MacBook Pro 2015 ngoại hình thì đây, như em quay video cho mọi người đây thì nó cũng gọi là tương đối là đẹp. Con này thì là cấu hình là i5 mọi người nhé. Đấy, chỗ này có bị móp nhẹ đây đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng nhé. Ngoại hình cấu hình của nó thì là i5 RAM 8 ổ SSD của nó là 256 GB nhé. Đây mọi người nhìn là cái màn Retina thì nó sẽ đẹp hơn. À, cái đấy là điều hiển nhiên rồi. À, con này thì giá là 5 triệu 4 mọi người nhé. À, 5 triệu 3 nhé. MacBook Pro đời 2015. Đấy, i5 RAM 8 nhé. Đây, giới thiệu này. Đây mọi người nhé. Đấy, MacBook Pro đời 2015 Retina 13 inch này. Bộ xử lý là 2.7 i5 nội kép này. Đấy, bộ nhớ RAM là 8 GB nhé. Sorry trùng vỏ cho em nhé. Đó, ổ lưu trữ của máy đây 250 GB, đang còn trống 213,49 GB đây mọi người này. Đó, thì cũng mọi người là cũng lấy con này là 256 GB thì cũng đủ dùng. Dòng Pro thì màn nó đẹp hơn, dùng nó sẽ mượt hơn, nó sẽ ngon hơn Pro 2017 nhá. Sạc 479 lần pin, còn 5003 này, pin cũng đủ dùng cho mọi người. Cái dòng Pro này thì pin nó sẽ không thể trâu được bằng dòng E đâu nhá. Nhưng con này thì sử dụng tầm 4-5 tiếng thôi, nên nó không thể được 6-7 tiếng như con E. Con E vừa rồi đấy, con E thì nó sẽ pin nó sẽ lâu hơn, pin nó sẽ lâu hơn. Còn Pro thì nó pin nó bình thường, nó còn camera thì con Pro này cũng không không đẹp hơn con E được đâu nhá. Camera thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mượt dùng thì nó sẽ ngon hơn, nó mượt hơn và ngoại hình của nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. À đây, test màn cho mọi người. Nói chung cái MacBook 2015 và 2010 Pro 2015 với E2017 thì nó không 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 lỗi màn bao giờ cả. Nó hiếm lắm mọi người ạ, nó hiếm khi lỗi màn lắm. Đây, màn zin zin chuẩn đẹp, không ám, không chuyển điểm. Nhưng cái đời này thì cái màn nó hạn chế bị ám lắm em. Cái đời này màn nó đẹp, nó ít ám lắm. Đấy, mọi người mua dòng này thì nó cũng bền và lành. Con này thì 5 triệu 2 nhá. À, 5 triệu 3. 5 triệu 3 mua được con 2015 i5 16512 rồi. À, i5 i5 8256 rồi. Đấy. Camera thì bình thường, còn âm thanh thì cũng hay. Đây em tìm cho mọi người nghe, nghe thử. Chơi lớn, nhưng yêu chỉ có thế. Chắc dùng miền Tây chơi lớn để ấm lòng.
Nói về âm thanh thì dòng Pro nó sẽ hay hơn mọi người nhé. Nếu bác nào mua thì lấy dòng Pro thì âm thanh nó sẽ hay hơn, e một chút. Rồi em sẽ kết thúc con này em sẽ dừng ở đây nhé. Giá là 5,3 triệu. MacBook Pro 2015 i5 RAM 8 ổ SSD là 256 GB mọi người nhé. Đấy, màn là 13,3 inch. Tiếp theo lên đây mọi người, một con MacBook Pro. Con này thì là MacBook Pro đời 2016 mọi người nhá, thiết kế mới. Táo này là táo kiểu kiểu kim loại tăng kiểu kiểu như kim loại phay bóng kiểu như gương mọi người ạ, thiết kế mới. Thiết kế đến năm 2022 luôn. Ngoại hình thì cũng đẹp luôn mọi người nhé. Con này giá là 5 triệu. 5 triệu 6 nhé. Đấy, 5 triệu 6 MacBook Pro đời 2016 chip. Con này chạy chip i5 nhé, RAM 16 GB, ổ SSD của nó là 256 GB. Đấy, MacBook Pro đời 2016 i5 RAM 8 ổ SSD là 216 GB này. 256 GB. Tại sao con này nó rẻ như vậy thì tí em sẽ nói cho mọi người biết nhé. Đấy. Màn của nó thì là màn Retina 2,5K mọi người nhé, 13,3 inch. Đấy, MacBook Pro đời 2016 cho bác nào cần một con máy gọi là ngoại hình đẹp, sử dụng ok, giá rẻ thì lấy cho em con này nhé. Đấy, ở đây thì là em này thì là máy thì cũng bình thường thôi, không MD10, không ai cờ lao đâu, mua về cho mọi người reset kiểu thoải mái luôn. Bình thường con này đang có giá loanh quanh khoảng khoảng 7 triệu đấy. Đây là sự thật. Tại vì con này là MacBook Pro 13 inch đời 2016 này. Bộ xử lý của nó là i5 RAM 8 nhá. Ấy 2.0 i5 nói kép này, đấy. Bộ nhớ RAM của nó là 16 GB cơ. Đấy, con này nó hơn một cái là bộ nhớ RAM nó 16 GB này. Ổ lưu trữ của nó là 256 GB này, đấy. Đấy. MacBook Pro 2016 i5 16256. Nguồn điện của nó đây, nguồn điện thì đề xuất bảo trì rồi này. Còn 3200, nói chung là dùng con này chắc cũng được khoảng 3 tiếng. Mọi người dùng con này thì chắc được khoảng 3 tiếng, nói chung là vẫn vẫn dùng được nên là em để vậy luôn, em bán không không thay pin. Thanh lý luôn cho mọi người nhé, bác nào lấy được thì mọi người lấy về dùng tạm, hoặc là lấy về mọi người cái công việc của mọi người nó đơn giản thì mọi người có thể lấy con này. Đấy, còn chức năng thì nó không lỗi chức năng. Máy thì không lỗi chức năng. Camera đây, nói chung là con MacBook pin bảo trì nhưng mà dùng cũng so với mấy con Win thì cũng không kém đâu. Mấy con Win pin nó cũng kém à. Còn cái con này thì pin nó không kém đâu. Không kém mấy con Win đâu, nhưng mà pin nó cũng hơi kém. Màn của nó đây mọi người nhìn nhá, nó hồng hồng viền, màn ám nhá. MacBook Pro 2016 i5 i5 RAM 8 nhá. i5 RAM 16 SSD của nó là 256 GB. Đấy, mà nó ám hồng hồng viền mọi người nhá. Màu đỏ thì nhìn nó không không rõ được cái hồng viền đấy, nhưng mà màu trắng và các màu sáng thì nó sẽ nhìn rõ hơn. Đấy, như cái màu này thì nhìn cũng bình thường này. Nhìn nó không rõ, nó tùy màu. Tùy màu thì mình sẽ nhìn rõ hơn là hồng viền. Đa số là chủ yếu là nhìn cái màu trắng thì nó sẽ ra là hồng viền đây mọi người nhìn nhá, nó hồng không nhiều đâu. Đấy, con này thì nó cũng hồng bình thường thôi. Thì như con này giá 5 triệu rưỡi là nó rẻ đi nhiều, bình thường con này phải 7 triệu cơ. Đấy, bình thường nó phải 7 triệu cơ. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nhé, giá chỉ có 5 triệu rưỡi 2016 i5 16256 luôn. Lấy về cho mọi người thích một cái thiết kế mới, thiết kế đẹp mà giá lại rẻ. RAM lại 16 GB. Nói chung là cũng ít khi có, em ít khi có cái máy này thôi, thì nói chung là phân khúc của nó là vào tầm MacBook 2015 rồi, nhưng mà này là 2016. Nói chung âm thanh của bọn này to hay hơn nhá. Đây mọi người xem hiển thị không ảnh hưởng đâu, đây vẫn xem phim lướt web ok tốt.
Đây cho mọi người xem một cái video 4K về hiển thị cho mọi người nhìn thử xem là nó còn đáng mua hay không nhá. Đấy. Nhìn thử nó còn đáng mua hay không. Này. Đây nó hiển thị vẫn rất là đẹp nhá. Này. Video 4K của Samsung ấy. Năm 2019 ấy. Đó, MacBook Pro 2016 nhá. i5 RAM 16 ổ 512 à, ổ 256 GB. Giá là 5 triệu rưỡi thôi nhá. Bắt đầu lấy được thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp, gọi điện Facebook Messenger cũng được mọi người nhé, cái này là tùy mọi người thôi. À, em bán thì có sao em đã nói như vậy rồi, mọi người mua thì mọi người sẵn dùng, còn là bác nào kêu đắt kêu rẻ thì mọi người tìm hiểu cho kỹ nhé, tại vì máy thì nó có nhiều dòng máy, nhiều loại chất lượng đấy, nhiều bác thì cứ đòi mua rẻ xong vào comment linh tinh, em thì em lại không thích cái vấn đề này. Được thì mọi người mua, giá được thì mọi người mua, không được thì thôi. Chứ em thì em thật ra là em không cần lời khuyên, giá em còn bán được thì em nhập sao em bán như vậy, còn em còn bán được thì là em còn để cái giá đấy. Bán hàng nó phải có lời đúng không, chứ không phải là đi làm từ thiện đấy, chứ không phải là đi làm từ thiện để mà bán rẻ cho mọi người trong khi nhập đắt. Các bác không thể đòi hỏi là hàng chuẩn sẵn dùng, hàng chuẩn sẵn dùng lại còn đẹp nữa mà lại giá rẻ thì không bao giờ có mọi người nhá. Nó rẻ thì nó vừa phải thôi, nó sẽ như của em thì giá nó sẽ rẻ hơn ở các cửa hàng mọi người xem trực tiếp là cái thứ nhất, rẻ hơn các cửa hàng lớn như kiểu là các cửa hàng điện máy lớn, hàng chuỗi cửa hàng đấy, và một số cửa hàng người ta bán lớn, người ta bán trực tiếp, mọi người ra cửa hàng xem trực tiếp thì không bao giờ có chuyện rẻ hơn ở trên trên video như của em được đấy, cái đấy là điều hiển nhiên. Nói chung là tiền nào của đấy mọi người mua, mọi người tin tưởng mọi người mua, còn không thì thôi, không 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 bình phẩm về giá. Nếu mọi người cảm giác không mua được mọi người có thể nhắn tin xin fix, thì em fix được con nào em lời, cảm giác em lời em fix được thì em fix, còn con nào không fix thì là sẽ là không không bao giờ em fix, không thể giảm được. Nói chung là tùy tùy máy, không phải máy nào cũng giảm được. Còn giá cả thì mọi người mua thì mọi người lưu ý một chút thôi, nói chung là tiền nào của đấy, không thể trách móc được. Nhiều bác cũng trách em là sao bán đắt thế, hoặc là cũng có những bác thì bảo bán rẻ. Nói chung là nó nhiều nhiều loại, nhưng mà chủ yếu là mấy cái bác trẻ trâu thì là hay chê đấy, mấy bác trẻ trâu thì hay chê. Còn con này cũng là 4 triệu 6 nhá. Đấy, màn của nó đây cũng không không vấn đề gì đâu nhé, màn chuẩn của nó thì nó như này thôi, nó màu nó đục đục, nó không không được trắng, không được trắng xanh đâu, màu nó cứ đục đục, cái màu zin của Apple nó vậy, kể cả iPhone cũng vậy nhá, màu nó sẽ đục đục chứ nó không 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 xanh xanh trong trong, màu nó sẽ đục đục trong trong cơ đấy, màu nó đục đục trong trong như thế này này, chứ nó không xanh, không xanh xanh trắng như kiểu là các loại máy khác đâu nhá. Chỉ có màn nâu thôi, mua máy iPhone ấy chỉ có màn nâu thôi thì nó mới có cái màu trắng thôi, à, nó mới có cái màu trắng xanh thôi, còn lại nó đều là màu đục đục hết mà. Đấy con này thì bốn cũng là 4 triệu 6 MacBook Air đời 2017. i5 RAM 8 ổ SSD là 256 GB. Mọi người nếu mọi người xem video thì mọi người thấy cách đây đúng cái này đúng bao nhiêu nhỉ? Đúng đúng khoảng cái độ gần một tháng em cũng bán 7 5 5 con. 5 con MacBook Air 2015 cũng giá 4 triệu 6. Đấy, nhưng mà em bán hết rồi. Mấy con đấy em bán hết rồi, còn bây giờ là 2017 nó mới hơn 2 đời mà em vẫn bán là 4 triệu 6 cho mọi người, thì mọi người biết là cái giá đang khá là tốt, tại vì nếu mà giá 4 triệu 6 này đợt này em nhập được hai con này nó rất là rẻ em mới để giá này. Đấy là em nhập được giá tốt nên em để cho mọi người cái giá tốt, chứ còn bình thường giá nhập vào nó cũng phải tầm 4 triệu 7 rồi. 4 triệu 6, 4 triệu 7 rẻ nhất là vào 4 triệu rưỡi rồi đúng không? Đấy. Mà bây giờ bán cho mọi người 4 triệu 6 thì mọi người biết là em bán nó như thế nào rồi. Còn nếu mọi người thích rẻ nữa thì mọi người mua hai ba con đi đấy, mua hai ba con đi để lấy cái giá xỉ đúng không, chứ mọi người nhiều khi mua một con này cứ đòi giá xỉ thì em cũng chịu, xong rồi vẫn đòi bảo hành nữa, lại còn đòi bảo hành dài cơ, nói chung là để chiều được thì nó khó lắm. Giá thì để như vậy thôi, còn bác nào cảm giác có tin tưởng được thấy uy tín hợp lý thì mọi người mua, còn không thì mọi người theo dõi thêm, bao giờ thấy tin tưởng thì mua thôi, chứ còn cứ comment linh tinh là nhiều khi
nó mất lòng, nó không hài lòng. Pin cũng sạc 256 lần còn 5.600 này. Pin sạc 259 lần 5.608 k. Đấy, rất là ok đúng không? Cái dòng 2017 nó cũng bền mà nó không lỗi đâu. Mua dòng này về dùng mấy năm sau thoải mái. Dòng này nó bền, nó không không lỗi nhiều, nó không lỗi vặt. Như con Pro thì nó hay lỗi loa. Thỉnh thoảng nó hay lỗi loa chứ còn nó cũng không lỗi gì gì nhiều đâu. Nhưng mà nó hay lỗi loa hơn, còn con E này thì nó không lỗi loa đâu, con E này nó bền hơn. Con E này em bán em chưa phải bảo hành bao giờ cả. Con Pro thì bảo hành nhiều rồi. Dòng E này nó không không lỗi. Mua về dùng ngon mà em hay bán về cho mấy bác làm nhạc với cái dòng này. Mấy bác làm nhạc rất là thích mấy con này. Pin nó trâu, hiển thị âm thanh nó hay. Chào mừng thợ thợ bác dài lâu. Đó nhá, thì các em sẽ kết thúc video của em ở đây nhé. Bác nào lấy máy nào thì mọi người nhắn tin gọi điện qua giúp em nhé. Đấy, tất cả máy em bán đều chuẩn sạch mọi người nhé, không có iCloud và không có MDM. Mua máy thì mọi người cứ yên tâm thôi, còn chức năng rồi là test máy thì em đã test qua những cái cơ bản cho mọi người rồi, những cái gọi là cần phải test thì em cũng đã test rồi. Đấy, còn có lúc em quay video còn sâu cả series cho mọi người rồi, mua máy cứ chuẩn series mua giúp em là ok rồi. Đó, em sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhá.